xa lìa sự chấp tướng. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu, tu học như vậy. Đối với các pháp lành, quyết không thối lui, mau thành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ tối thắng lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu, tu những hạnh nào để hộ trì chánh pháp. Phật bảo tối thắng, thiên vương nên biết, nếu đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu, thực hành không trái lời và tôn trọng sư trưởng, thuận theo chánh pháp, tâm hành điều hòa nhu nhuyễn, trí tánh thuần chất, các căn vắng lặng, xa lìa tất cả pháp ác bất thiện, tu căn lành thù thắng, gọi là hộ trì chánh pháp. Thiên vương nên biết, nếu đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu, tu ba nghiệp thân ngữ ý từ bi, chẳng màng danh lợi, giữ giới thanh tịnh, xa lìa các kiến chấp, gọi là hộ trì chánh pháp. Thiên vương nên biết, nếu đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu, tâm hành chẳng theo thương giận sợ si, gọi hộ trì chánh pháp. Tu tập tạm quý hổ thẹn, gọi là hộ trì chánh pháp. Thuyết pháp tu hành đều đúng như những điều đã nghe, gọi là hộ trì chánh pháp. Thiên vương nên biết, chư Phật ba đời vì hộ trì chánh pháp mà thuyết Đà La Ni ủng hộ thiên vương và nhân vương vân vân, để họ hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài trên thế gian, cùng các hữu tình làm lợi ích lớn, nên nói Đà La Ni. Đát Điệt Tha A Hổ Lạc Quật Lạc Phạt Đề Hỏa Thích Noa Tóa Lũ Đồ Giả 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 Chiếc Ni A Bôn Nhã Sát Đa Sát Đa Sát Diên Đa Sát Giã Tóa Ha Thiểm Mạt Ni Yết Lạc ổ lỗ Phạt Đề Ca La Bạt Đề Ca A Bệ Sa Đề Ni Tóa Thích Ni khư xà Mạt Đề A Phạt Thủy Ni Phạt Thi Phạt Đa Phạt Đa Nô Sa Lý Ni, Bộ Đa Nô Tất Một Lật Đà, Đà Phạt Đa Nô Tất Một Lật Đà, Tóa Ha. Thiên vương nên biết, đại thần chú này có thể làm cho tất cả trời rồng dạ xoa kiện đạt phược a tố lạc yết lộ trà, khẩn nại lạc mạc hô lạc già, người chẳng phải người vân vân, tất cả hữu tình đều được an vui. Chư Phật ba đời nói đại thần chú này, vì hộ trì chánh pháp và ủng hộ thiên vương, nhân vương vân vân, được an lạc nên dùng sức phương tiện mà tuyên thuyết, do đó thiên vương, nhân vương, bản thân và quyến thuộc vân vân, đều được an vui, chánh pháp được tồn tại lâu trên thế gian, hữu tình và quốc độ không có tai nạn, nên mỗi mỗi đều phải tinh tấn siêng năng trí thành tụng niệm, như vậy làm cho các oán địch, nạn tai, việc ma và chướng ngại pháp vân vân thảy đều tiêu diệt. Nhờ thần chú ấy mà chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian, các hữu tình được lợi ích lớn. Khi thuyết đại thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa này, các cung điện trời, núi biển, đại địa vân vân đều chấn động. Có 80.000 là hữu tình phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy thiên vương tối thắng vui mừng hớn hở, dùng lưới bày báu che trên Đức Phật, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu, tu những pháp nào mà tâm chẳng dao động đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo tối thắng, thiên vương nên biết, đại Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật đa thâm sâu, tinh tấn siêng năng tu tập, không ngại đại tử, không chán đại bi, thành tựu việc lớn, gia tăng tinh tấn, học trì